Gọn bà cô chú ơi, hôm nay con sẽ kho mắm ăn nha. Kho mắm thì ở đây con cũng có thịt ba gọi nè, có da heo nè, này có cái đuôi với cái đầu con cá hú nè, hôm bữa cũng còn bỏ tủ lạnh nè. Ở đây con cũng có mắm nè, có rau muống bào ăn kèm với rau sống. Ở đây thì có khổ qua với cả lát con ra vườn nhà con kiếm rau thêm vô để chấm ăn với cắt xả đồ luôn. Mời ông bà cô chú cùng vào bếp với con nha. Ở đây con sẽ bắt cái chảo lên để luộc mắm. Mắm này là mắm cá linh, sáng con mua 20.000, kho hết luôn. Cho vô xíu nước. Thank you.
thì con sẽ cho vô ít dầu để con xào xả ớt. Xả này thì nó vàng thì con sẽ múc ra một ít nha, để lát để vô xào cho nó thơm. Giờ thì con sẽ cho thịt với da vô con xào. Xào cho nó săn rồi mới để nó mắm nha. Giờ con sẽ nêm vô ít bột ngọt, 2 muỗng đường. Cái mắm này hơi mặn, cho đường nhiều một chút. Bây giờ thịt với da xăng cho mắm vô. Cá nó nhanh chín rồi, giờ cho nước dừa vô. Kho nước dừa nó ngon, nó ngọt, nó ngọt thanh. Cho hết chế dừa. Giờ cho cá vô. Cá này là cá hú nè, hôm bữa con mua kho ăn cái giữa rồi, còn cái đầu với cái đuôi thấy gì con mắm. Còn mắm hương anh cho củ hoa vô với cà vô luôn. Giờ con cho xả vô luôn, con chỉ nêm nhắm chừng vậy thôi chứ không có nêm, nhắm chừng gia vị để con để thôi. Giờ sẽ cho hành, vậy là xong rồi mà cô chú ơi, vậy nhắc xuống ăn là được. Chào bà cô chú nha, bà cô chú ơi, con kho mắm cũng xong rồi. Giờ mà ăn của bà cô chú ăn cơm với con nha. Nó ăn với mắm kho à. Gèo. Đổ gèo hết biết ngon. Ok. Kho mắm mà kho bằng nước dừa ngon. Nước nó ngọt thanh. Mềm mắm, ăn mắm súp, ăn mặn là ăn mắm mắm súp luôn. Con trai là con cũng mua mắm mắm chai về con kho ăn. Cá này cá hú hôm bữa con mua con, xong rồi kho hết khúc giữa rồi, còn cái đầu với cái đuôi. Chào cô chú. Gặp bà cô chú ơi, con ăn cơm với mắm kho cũng xong rồi. Hẹn gặp bà cô chú video kế tiếp nha. Bye bye.